Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em về được một lô phân tẩn bãi tháo trong loa. Cái mẫu này là dùng cho cái loại bát 30, một tép kèn. Rất đơn giản. Đây là phân tẩn em thanh lý được của ông chủ chuyên đánh hàng bãi về. Như các bác đã xem rồi, lần trước em có giới thiệu các hàng sản phẩm hàng bãi như là cục đẩy công suất, loa, vang. Thì đây, hôm nay lại vớ được cái món xã trưởng, đó là món phân tẩn loa. Phân tẩn loa. Đây nhá, mẫu này thì y hệt như nhau hết. Em có được 47 chiếc. Đấy. 47 chiếc phân tẩn. Nên bớt lại vài cái để nghịch thôi. bán 40 chiếc tức là 23 đôi rưỡi. Đấy. 23 đôi rưỡi thì bán cho các bác là 20 đôi thôi. Thì mẫu phân tẩn này mới nó khoảng tầm 480 đến 500. Và những cái hàng bãi này thì em bán sao được các bác rẻ đây. Chỉ có vào 200.000 một đôi. Không có ship có 3 cộng cho em 20 nữa là 220 một đôi. Đấy, về một ăn nô sắc sông nhiều như là con nguyên này. Đây các bác xem nhá, mạch của nó rất là đẹp này. Đấy, mạch của nó rất là đẹp. Đây, mạch đằng sau đây. Nguyên zin hết, loại này thì không có dùng chở. Nên là nếu mà các bác mà bảo là anh dùng loa này, dùng loa kia thì em sẽ cắm thêm chở vào đây và thay đổi một chút nó còn là thông số của cái mạch này. Đây nhá, đây là cuộn bát này. Tụ bát này. Tụ bát này 10mm này. Tụ tép này là vào 0.68. Ồ, tụ tép này tiếng xỉ rất hay. Đấy. Còn đây là cuộn cán cho tép. Con này đánh tiếng sắc nét. Em vừa có thử một chiếc nghe tiếng rất hay. Tiếng xỉ nó. Thứ nhất là giá rẻ, có 220 một đôi thôi. Không có đắt. 220.000 một đôi. Đấy. Và đây nữa em được ông chủ ông cho thêm một đống này nữa. Cái này cho thôi, nhưng mà bán lấy tiền. Cái này người ta cho nhưng mà tôi lấy tiền. Thì ở đây là một chiếc của nó là sẽ có một cái mạch này và cái này. Đó. Một đôi 50. Rẻ hơn cả phân tần mua chợ mới. Cái này nếu mà mua mới thì em nói luôn các bác nhé. Bởi vì em trong kia em cũng vừa về một đống gọi là linh kiện. Linh kiện phân tần thì tiện cái quay luôn cho các bác đầu xuân mới quay khoe khoe tí. Như các loại cuộn cảm này nhá. Đây các cuộn cảm này em mua rất là đắt. Đấy, các bác đã biết rồi, rất là đắt. Đấy. Còn nếu mà cuộn cảm này với va vẫn cũng khá là đắt. Thì em sẽ nói luôn này. Tại sao bán rẻ thế? Mua được rẻ bán rẻ thôi. Cuộn cảm nó to như này nhá, mà quấn dây một ni. Mà tức là dây quấn nó giống hệt cái cuộn này đi. Giống hệt này nhưng mà mới cứng, dây nó vào một ni thôi, mới cứng. Nó cứ phải tầm 120.000 một cuộn, cuộn cảm. Đấy. Cứ tầm 120 một cuộn. Mà mua một đôi là đã 220 rồi, 240 rồi. Nếu mà mua linh kiện mới thì nó còn đắt hơn là mua hàng bãi này. Đây em về được số lượng là có 47 chiếc, tương đương với 23 đôi rưỡi. Thì bán giao lưu cho các bác tổng thể là 20 đôi. Còn lại 3 đôi rưỡi kia là mạch viếc giữ lại để chế nhá. Các bác nào quan tâm hiện trực tiếp thôi. 220 một bộ. Phí ship là có tầm 20-30.000 thôi. Thì em làm tròn giá luôn cho các bác. Đấy. Các bác đấy thì em sẽ vệ sinh tương đối sạch đẹp nhá. Cũng giống như loa vậy. Cứ bỏ ra lấy máy hơi loa hay đại điện, cứ bỏ ra lấy máy hơi xì xong là lau chùi cho nó thật sạch thật chi tiết đi, xong là dây dợ là cứ để nguyên này. Hoặc là các bác là muốn cho nó dây ngon hơn, xịn hơn, các bác thêm cho em tiền vào. Đấy, em sẽ cho các bác dây xịn luôn. Đấy, đồ nó có thế thôi nên là các bác không cả. Đấy. Đây nữa là dây dợ người ta nhét vào. Đây là mạch là mấy anh em về là cũng chế thôi này. Chế cả rác này để cài vào trong loa. Đó, dây rác đây. Đây nói chung là cái lô này là thanh lý được của ông chủ, ông không muốn lộ diện. Đáng nhẽ là số lượng phải tầm hơn 50 đôi cơ, nhưng cuối cùng không may lắm. Có một số anh em là chơi theo kiểu là có bao nhiêu ống hết. Còn lại một đống này là chưa tháo kịp nên là không ôm nữa, ôm sau. Đấy. Cũng có nhiều anh em muốn ôm lô này lắm nhưng mà thôi, em cũng may là chơi thân với ông chủ nên là ông chủ cũng cho cơ hội để kiếm ăn một tí. Đầu xuân năm mới mà kiếm được cái lô này cũng sướng đấy các bác ạ. Không đến nỗi nào đâu. Nhiều lắm, mạch như nhau hết nhá, giống hệt nhau. Có vài cái mạch như là nó bị xô cuộn dây này. Nó bị vỡ cuộn dây như này này. Vỡ cuộn dây như này. Thì em sẽ không bán cho các bác đâu, em giữ lại để nhà làm thí nghiệm, làm mẫu thử. Có con thì đây tương đối này, nhưng mà cũng bị vỡ một tí này thì không bán. Có vài ba cái mạch nó vỡ thôi, 6 đến 7 cái thì bớt lại 10 cái.
bán cho các bác 20 đô. Đây, nhiều con nó bị vỡ nhựa rồi, không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Thông số và chỉ tiêu nó vẫn đạt tiêu chuẩn, một cái là trông nó xấu thôi. Mạch này nếu mà em mà nói ra cái mạch này nó ở trong cái model loa gì thì nhiều anh em sẽ thất vọng. Tại sao bán rẻ thế? Không bán đắt lên. Các bác biết rồi. Đấy. Thì tiện đây em cũng xin bốc quen một tí nhá. Như cái mẫu mạch này là thuộc dòng của cái dòng loa Workfedam Bass 30 một kèn. Nhưng mà kèn của nó là tép của nó là tép đom chứ không phải là tép củ to. Đấy. Tép của nó là bé tí thôi. Nam châm của nó chỉ mà bé hơn cái nỗ tròn này. Đấy. Nên là sử dụng tụ cả là 0.68 và cuộn cả thôi, chứ còn không có chặn ra loa nữa. Còn tùy thay đổi cho từng dòng loa. Ví dụ các bác là loa 30 như gì đấy thì các bác mua mạch này. Các bác mua thêm một đôi tụ nữa. 400V 2mm hoặc 2.5mm. Các bác về chèn vào đấy, nghe nó tụ nào nó đánh tiếng hay hơn đấy, thì các bác chơi, đúng không? Nếu mà cho cái tụ kia vào, ví dụ các bác lấy về mà nắp vào loa 30 của bác nhá, bác cho cái tụ 2.5 vào tiếng nó đanh nó xé quá thì các bác cũng rút ra đóng lại tụ cũ này vào đấy, nó cũng được đó. Hoặc là các bác mua theo combo là thêm cả con chảo con tụ nữa thì nó sẽ vào tầm 250 một bộ, bán rẻ thôi đó. Tầm 250 một bộ là cả tụ cả chảo nữa, chở được cũng mấy nghìn một con thôi em cho các bác được. Còn tụ là mua phải mất tiền rồi, chở em mua mất tiền nhưng mà thôi, có cái nào cho được thì cho thôi, không quan trọng, đúng không ạ? Ok nhá, thì giới thiệu cũng giới thiệu rồi, giá cũng thông báo rồi, các bác nào quan tâm thì trực tiếp thôi. Đó, lô này em gian được một ít các cái rắc như này để làm mà test mạch thí nghiệm đây. Đấy. Nói đúng các bác là vậy, có sao là nói vậy thôi. Đấy. Mấy anh em là cũng kiểu là chế này chế kia rồi nhưng mà mất thời gian quá, thế là mua luôn phân tần mới, phân tần chở nhôm về xong là đóng vào cho nhanh và thanh lý ra một đống này. Tuy giá nó độn lên nhưng mà nhìn trông nó chất lượng. Còn mấy ông chủ hàng bãi thì ông quan trọng gì nó kêu là được, nhưng mà còn như bên em bán thì em phải quan trọng nhất là cái chất lượng âm thanh và cái giá thành của nó. Chất lượng cao nhưng giá không tốt là không được, mà chất lượng không tốt nhưng giá rẻ em cũng không chơi. Đấy. Ok nhá. 220 một bộ, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. 220 một bộ bao ship, mạch như nhau nhá. 47 chiếc thì 47 chiếc như nhau. Đấy. Không biết 47 nó có về gì không. Ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhá.